Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy Trăng, tỉnh Trà Vinh, do ảnh hưởng của bão Doro, bão số 4, thời tiết của tỉnh Trà Vinh thay đổi, có mưa rào nhẹ trời nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Hồi 7 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, trên trùng biển phía đông khu vực Bắc và chữ biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức 118 đến 133 km một giờ, do cấp 14, bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 113,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam sức gió mạnh nhất dùng gần tam bão mạnh cấp 13, tức từ 134 đến 149 km một giờ, giật cấp 16. Dùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ dĩ tuyến 12,5 đến 20 độ dĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Quảng Trị, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất dùng cần tâm bão mạnh cấp 13-14, tức từ 134 đến 166 km một giờ, giờ cấp 16. Dùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ chỉ tuyến 12 đến 20 độ chỉ bắc, phía tây kinh tuyến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực trung trung bộ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Đến 7 giờ ngày 29 tháng 9, vị trí trung tâm dùng áp thấp ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 104,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm dùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km một giờ. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, nước dân do bão dùng gian bờ. Dùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, dùng gần tâm bão cấp 12, 14, giờ cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 27 tháng 9, dùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, dùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giờ cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối và đêm 27 tháng 9, dùng biển chen bờ khu vực từ Thừa Thiên Quế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3 đến 5 m dùng gần tâm bão từ 6 đến 8 m khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước chân do bão cao từ 1 đến 1,5 m gây gặp úng tại khu vực trũng thấp ở gian biển cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng cao do bão cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ gần sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Đình Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Gian biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, có gió mạnh cấp 9, cấp 10, dùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Con Tum, Gia Lai ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần lên 6, Khu vực Con Tum, Gia Lai ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, có nơi cấp 9, giờ cấp 11. Cảnh báo mưa lớn từ chiều 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, mưa to đến rất to, và trong kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm, từ 28 đến 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ cấp độ rủi ro thiên tai Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4, Quảng Trị, Thừa Thiên Quế, Phú Yên, Cần Tâm, Gia Lai cấp 3. Thời tiết của tỉnh Trà Vinh, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3.